Dù ảnh hưởng của COVID-19, nhưng 9 tháng đầu năm 2021, kim ngạch xuất khẩu Đà Nẵng đạt gần 2,3 tỷ đô la Mỹ, trong đó xuất khẩu hàng hóa đạt 1,3 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 15% so với cùng kỳ năm trước. Xuất khẩu là điểm sáng kinh tế của Đà Nẵng 9 tháng đầu năm 2021. Công ty cổ phần cao su Đà Nẵng là một trong những doanh nghiệp tại thành phố đã kích hoạt đồng loạt các biện pháp vừa sản xuất vừa tích cực phòng chống dịch hiệu quả trong thời gian qua. 9 tháng đầu năm 2021, công ty cổ phần cao su Đà Nẵng ghi nhận tổng doanh thu trên 3.000 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế 204 tỷ đồng, tăng 39%. Các sản phẩm chủ lực của đơn vị đều ghi nhận sản lượng xuất khẩu tốt so với kế hoạch đề ra. Công ty đã hoàn thành 79% mục tiêu doanh thu và 85% kỳ vọng lợi nhuận trong cả năm 2021. Công ty đang nỗ lực xúc tiến đầu tư nâng công suất nhà máy sản xuất lốp Radeon lên công suất 1 triệu bộ một năm, giữ vững thị phần truyền thống tại khu vực ASEAN, mở rộng thị trường xuất khẩu tại Mỹ và EU. Tất cả các cái chương trình liên quan đến ngành thun lốp thì nó giảm số lượng rất là sâu. Và DC đã nhận biết cái cơ hội này và cũng đã đầu tư tích trữ nguyên vật liệu, đảm bảo cái chuỗi sản xuất liên tục. Chính vì thế cho nên cái lượng hàng xuất khẩu ra quốc tế không những giảm mà là tăng. Vì cái cơ bản là trong cái quý ba này, cái chủ cung ứng của nội địa gần như là nó bị gấp đôi, doanh số nội địa giảm rất là sâu, còn khoảng tầm 30% so với bình thường. Chính vì thế nên cái việc mà tăng trưởng xuất khẩu là một cái yếu tố tất yếu để đảm bảo được cái công ăn việc làm, đảm bảo được cái lượng hàng xuất của DLC. Bị ảnh hưởng bởi làn sóng thứ ba của COVID-19 bùng phát trở lại tại Đà Nẵng từ tháng 5 năm 2021, nhưng với sự nỗ lực của các doanh nghiệp trong việc đẩy mạnh xuất khẩu đơn hàng tồn trong năm, kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng vẫn duy trì mức tăng cao so với cùng kỳ năm 2020. Cụ thể, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tính đến hết quý 3 đạt gần 2,3 tỷ đô la Mỹ, trong đó kim ngạch xuất khẩu ước đạt 1,3 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 15%. Cán cân thương mại hàng hóa tiếp tục xuất siêu 328 triệu đô la Mỹ. Đây là một dấu hiệu lạc quan và là điểm sáng trong bức tranh kinh tế Đà Nẵng trong thời gian qua. Qua số liệu điều tra thì các doanh nghiệp là người ta chủ động và bây giờ người ta thích ứng được với cái điều kiện kinh doanh mới này đối với cái nhu cầu cung ứng hàng hóa. Các doanh nghiệp, điều đặc biệt là các doanh nghiệp đã chấp nhận bỏ thêm một khoản kinh phí để mà thực hiện cái phương án ba tại chỗ tại đơn vị. Cái này là cái quan trọng nhất để nhằm đảm bảo là người ta không làm đứt gãy cái chuỗi sản xuất và họ doanh nghiệp sẽ không vi phạm cái hợp đồng về sản xuất hàng hóa, doanh nghiệp chấp nhận bỏ ra cái khoản này, cho nên là làm cho cái hàng hóa chúng ta đảm bảo để mà xuất khẩu. Xuất khẩu tăng trưởng giúp các doanh nghiệp giải phóng hàng tồn kho. Theo đó, chỉ số tồn kho ngành chế biến chế tạo của Đà Nẵng hiện giảm 1,6% so với tháng trước. Một số ngành có chỉ số tồn kho giảm sâu so với mức giảm chung như sản xuất trang phục giảm gần 17%, sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy giảm gần 27%, sản xuất thiết bị điện tử giảm 23%. Trong tháng 8 và 9, dù Đà Nẵng siết chặt các biện pháp chống dịch nhưng hoạt động xuất nhập hàng hóa, nguyên liệu qua cửa khẩu cảng Tiên Sa vẫn đảm bảo, nhiều doanh nghiệp có hàng tồn kho có hợp đồng vẫn tiếp tục duy trì xuất khẩu. Cái sự lãnh đạo chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo thành phố, của tổng hải quan, sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp để cố gắng duy trì ổn định sản xuất. Thì cái thứ hai về cục hải quan thì chúng tôi là duy trì thực hiện cái mục tiêu kép của chính phủ là vừa chống dịch vừa tạo điều kiện cho hoạt động xuất khẩu. Cơ quan hải quan đã có cái phương án rất cụ thể về chống dịch. Đặc biệt là kể cả những tình huống xấu nhất xảy ra thì hoạt động của hải quan vẫn phải liên tục để duy trì cho cái dòng hàng hóa lưu thông. Bức tranh xuất khẩu của Đà Nẵng cho thấy doanh nghiệp xuất nhập khẩu tại thành phố đã thích ứng và chủ động hơn trong phòng chống dịch bệnh. Tuy nhiên, khó khăn hiện nay đó là chi phí logistics đã và đang không ngừng tăng mạnh, đặc biệt là giá cước container hàng đến thị trường Hoa Kỳ, châu Âu. Điều này làm đội giá thành sản phẩm, giảm lợi thế cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam nói chung và thành phố Đà Nẵng nói riêng. Điều này cũng đồng nghĩa giá trị kim ngạch xuất khẩu tăng, nhưng giá trị lợi nhuận thuần của doanh nghiệp tăng không tương xứng.